Rồi, chào bạn nha. Nay thì mấy cha con mình đi vườn giăng lưới chơi bạn ơi, giăng lưới kiếm cá sặc. Này mình kiếm cá sặc về sẵn mình bữa cơm chiều với lại mình kiếm ít mấy cá hồi đi chiều đặt chấm luôn. Đây cũng mình cũng mới thiết kế xong tay lưới nè. Chỗ này là tới chỗ này luôn á. Chắc này cha mình với anh Nam đang giăng trên kia, mình xuống đây mình giăng tay chỗ này nè. Ngay mấy cái ổ cá sặc nè, thấy không? Chỗ này mà giăng ngay đây hồi dính là dính dữ lắm luôn á. Đó, bọt cá sặc quá trời luôn. Này mình lấy cái cây mình khiêu khiêu mình đập đập cái bọt cá sặc đó ra cho nó dạt ra. Cá nó bù lại dính dữ nữa. Quá trời cá luôn bạn ơi, sặc nhiều lắm. Tay này mình nghĩ hồi chắc dính nhiều à. Thấy toàn bãi chậu không vậy ta? Rồi thôi mình đi dài lên trên kia bạn ơi, để đi chút về cuốn. Nói phải nói vừa phải thôi, dăng ta lưới dăng 3 tiếng đồng hồ. Mới có 1 tiếng rưỡi là 3 tiếng. Trời ơi, mình xin có tay lưới dăng biết lâu này tao dăng mấy tay này mới lại tới mưa. Này dăng ngay cái mương đường nước nè. Mương thấy cá sặc ụt dữ lắm. Nước chảy dữ. Cho thêm tay nó dăng là tới về luôn á. Rồi, ngon lành. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đó chuẩn bị sẵn bó sậy giăng lưới khỏi lội. Thấy con đâu? Có hai đót nãy nhập chung mà. Phải rồi. Mấy lập gắn nữa. Đúng rồi, ngay chỗ đó mới giữ á. Kệ, giặt đại sát cái mặt bứng đập luôn, sát sát mặt đập luôn. Ừ, vậy đó. Ngay cho mặt đập nó bị dữ á. Còn chỗ trống thì ngồi thêm tay nữa. Lưới nhiều mà sợ gì. Tay qua đó tay đó. Thì qua đó chỗ bụi môn tay đó đó. Ta chỗ trống thằng này nè, nó không bị bèo nó đưa xuống. Động chừng nào nó động không nữa. Động nó chảy xuống tay dưới kìa, tay dưới dính nhóc rồi kìa. Đập xuống. Rồi, đập ngay. Lên sình luôn rồi, tới sình luôn rồi. Tới đập luôn rồi, trốn chuối hết luôn rồi. Dạt hộ ngoại tức quá, ngoại nhảy xuống ngoại lội luôn, dời đi nè. Thấy vậy chứ nó lên ục ục rồi dính rồi. Cho chú cái đầu lưới cho nó chuối rồi, bỏ anh mé bỏ anh dính dữ. Dính gồng, tới gồng luôn. Đây nè cha, đây là cây nè. Mày lấy cái này cắm à. Chơi luôn đi. Đó qua đó, chỗ đó trống đó nè. Hết nó hết chạy bộ rồi. Ở đây mình mới giăng xong tay nè bạn ơi. Nói chung giăng lưới theo cách này thì nó hiệu quả dữ lắm. Tại mình thấy chỗ nào có ổ cá sặc đó, chỗ nào trống đó, mình trên để nhẹ lưới xuống là nó dính liền, dính cả bầy. Còn cái cách mà mình lội giăng thì nó giăng như mương cỏ, mương gông rồi thời gian nó lâu hơn. Còn cái này là mình giăng liền, khỏi lội mương, khỏi lỡ mé. Chỗ nào có cá để xuống là lụm lụm lụm. Mà chỗ này thấy có cá để xuống mà không thấy lụm 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 vậy chân là im gu. Nguyên thấy nguyên bài cá nục đây để tay lưới xuống cái nó trốn nó tiêu luôn rồi, mất tích luôn rồi, không thấy giật phao gì chưa, nó trốn vô đó rồi kìa. Dùng mình đây nói chung cá sặc không các bạn, cá gô thì nó nói là hiếm cực kỳ luôn, phải có cá gô là mình đi câu rồi mình ghiền cá gô lắm. Dùng đây trồng cây ăn trái nên chú yếu cá sặc không, lâu lâu mới được con cá gô kìa, đằng đó ụt quá ụt luôn kìa. Chút nó chào đem lưới lên dí ngay chỗ đó. Nguyên bầy luôn. Cô đâu quá dữ vậy ta. Xách tay nó lên, ủi vô cái đầu đó.
Đây đủ đủ quá, đủ đủ không? Đủ này đủ ruột vàng. Đủ quá ngon. Ruột vàng, vàng Long An. Ok đó, chín quá chín luôn. Đây nè. Trái đủ này tới ngon, ruột vàng này ăn ngọt dữ lắm, ngọt luôn. Trái này là tới ngọt luôn nè. Có đem dao lên không cho? Lụm liền chứ bệnh gì cứ. Đây vườn đủ này chủ nhà đang đốn bỏ mà. Tại người ta dưỡng sầu riêng với lại mít nè, nên ta đang đốn đầu dứa. Nên nãy chủ nhà có nói ăn thì cứ hái thoải mái đem về luôn cũng được. Chín nè. Hết biết chín dao đủ rồi. Ồ trái này là ngọt tới luôn á. Eo luôn nè. Vàng nè, thấy ngon không? Ngọt mà hơi thấm thấm à. Trái này nó hơi mùi quá à. Họ lấy dao gọt trái kia ăn cho ngon bằng. Này thảy xuống mương nó ốc nó khoái lắm. Cho ốc nó ăn á. Cây nó chín cái 5-6 trái luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trái luôn. Chín hết luôn. Mấy trái này là nó lên mỗi dịch hết nè. Để đỏ chừng. Hết đi. Trái đủ tròn đó. Trái tròn đó mới ngọt tới đó. Thì đó. Chút cái dao lại xử liền chứ. Đu đủ bán á, thường đu đủ tròn á khó bán lắm. Nhưng mà đu đủ dài bán được, nhưng mà mình ăn mình khoái đu đủ tròn. Đu đủ tròn là ngọt cực kỳ. Một là ngọt, hai là ít hột. Hột và ngọt. Rồi đu đủ bạn ơi. Đu đủ tại vườn luôn. Tại vườn. Này ta cho ăn thoải mái nè. Ăn, ăn nào no nghỉ. Này ngọt. Còn suối nữa đó, ăn rồi đem về nó. Này ngọt dữ lắm, ngọt luôn. Mời các bạn nha. Vô vô, vui đi. Dọn thứ mình ăn ké ngon lắm. Này được đi cho vô khu cách ly rồi người ta đem cho người ta ăn ta. Ngọt đôi hồn luôn. Ngọt gắt luôn á. Dọn thứ mình ăn ké ngon hết biết. Ta gọt sẵn này. Nó ở trong đó chăn gác rồi. Chịu không nổi rồi. Đi tới lui làm gì. Giờ thì cứ về nhai miệng hoài. Ngọt gắt luôn. Rồi lưới ăn xong đó. Chuẩn bị kiếm chỗ trú mưa nè. Đó. Quất miếng muốn ngò luôn à. À làm miếng nữa cho nó nóc luôn. Về khỏi ăn cơm. Đó, ăn đồ đủ chơi là nguyên trái vậy đó, ăn rồi gọt về khỏi 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 cần cái ruột ăn vỏ à, vô tới trong nào mình gặp hộp mình bỏ thôi đúng không? Gì ngon à? Nó. Về khỏi ăn cơm đến ra mạnh dữ ta gầm ba cái đồ quỷ. Ôi, gọt ăn vậy là không đúng rồi. Cạp luôn hả? Đâu có mà bẻ cái trái mà nhọn đít nha, cái nắm cái đít đó 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 nhọn đít đó, cái nắm cái đít dưới gọt cái trên ăn trên đầu ăn xuống. Còn khúc dưới dục bỏ rồi đó bình. Dân miền Tây ăn đu đủ mà cầm dao là không đúng bài rồi. Ta bẻ bình. Ra không à. Ta đi bẻ đu đủ mà bình bình với ngang nó theo cái đấy. Tôi lái mà ông. Thôi ăn ăn nha. Thôi 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 nó chết. Mày lái mày ăn gì đó hả? Không ăn đu đủ nữa như ăn xài vậy đó. Đủ tờ giấy nghèo này không? Đó mình dần tới tới cái hộp này thôi, còn khúc trong mình đừng ăn. Đủ này là trúng khách luôn, trái nhọn vậy là ngọt nhất. Thôi để nó được. Dẻo. Tới ngọt luôn. No luôn. No thiệt. Con quất hai miếng mà no nóc. Đã. Đâu đủ. Nãy ăn hết trái đã. Ăn hai miếng đó rồi ăn thêm trái nhỏ nữa rồi. Trái này gọt rồi gần tới nè. Mình qua đây đi dạy xuống nổi. Nhắc này cha mình tranh thủ đặt thêm mấy cái lập gắn. Không gà gặp chuột trong vòng nhà. Đúng đỉnh rồi đó, Nam một gừng luôn kìa. Qua đó mà đốn. Khu này giờ nó thành gừng luôn á, quá trời tùm. Mương này chắc này bắt cầu dài 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 nhánh kìa. Đây là nhánh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái cầu. Xui lên dí được mương này. Này là tất cả là bị bao dây vậy nè.
Nói chung là nào ở đâu nằm đó, ở đâu ở yên đó thì thoát. Còn đi lông nhông là chết liền. Rồi ví dụ như giống nùi đó kìa, nó vô nó ở nguyên ổ nó không dám ra. Đi bậy là chết liền á, có gào chốt hết trơn luôn rồi đó. Ở đâu ở yên đó nha. Không biết, không biết thằng nào văn nữa. Không biết thằng nào văn mà không có một con nữa. Đó. 5 con, 4 con. 4 con, 4 con lận. Đất này bắt đầu cuốn lưới thu hoạch. Trời mưa mới tạnh luôn. Trời đã mưa ngon lạnh luôn ta. Mưa này chịu nước ấm ấm mà. Ngon. Tay này ông bọng hả? Ông bọng thổi ra dính nhấp luôn. 14 tay, tay bổ đồng 5 con cũng ngon. Hai tay mới có. Hai tay mới 4 con à. Đồng 5 con. Kia chấp. Nãy ăn có 4 cháu đủ mà sao nặng bụng dưới ta. Nó nói cho nãy giờ ngồi ngồi chơi chơi chứ cũng làm thêm mấy trái nữa đó. Tới no luôn. Hay gì chứ ngồi ngồi nữa là ăn nữa đó. Ăn hoài được hoài hả? Nhà bển thì bỏ. Của nhà thì không ăn. Vậy đó ham vui, vậy mà ngon. Phải ăn của hàng xóm ơi. Nhà thì bỏ hả? Khui khui tay này có không? Nhiều không? Bảy rồi, tay này anh văn bảy rồi. Khui đi, khui đi. Không có nghĩ văn như ngoại ha. Không có nghĩ văn. Đúng rồi, bảo con cho nó gì. Còn không dính là không dính luôn ha, chứ không dính hai bà con ha. Không dính là không dính luôn chứ không có, không có vụ mà hai bà con đâu. Bự bự không à, cả chục con. Chục con có hơn á. 4 6 8 10 con. Các cành cành không. Đâu mà 10 con. Phải hơn chứ. 11 con. Rồi đây 2 con đó. Sao đây 4 con hả? Trong phải rồi. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 con hồi nãy ông mới quăng lên chi. 11 con. 1 con. Gian trời, gian trời. Ăn gian trời, gian trời, tính ăn gian nữa kìa. Dím con ha. Nín nín con thức. Cắt chấm thì lựa cho ngon. Chỉ anh em lội đâu. Xong à. Có chân á, gọi giờ tới văn lưới vậy nữa, điếm sắc mưa nữa. Bây giờ chiều đi đặt chúm mà mơ sáng thăm chúm là lột nón nè, lột quần nè, lột áo luôn. Mấy anh em thấy không, có ghế nào như hai mẹ không mấy anh. Hai ghế này bom nguyên tử chứ không phải lựu đạn. Giờ nó đòi lột quần ông nhà vợ luôn rồi đó. Bom nguyên tử chứ không phải lựu đạn còn đỡ. Làm quá nó, đừng nó làm quá Nam ơi, làm quá gái Út nó không dám vô. Ế em gái Út chết luôn. Cá bự khó gỡ, cá nhỏ dễ gỡ. Cá nhỏ chỉ cần nắm cái đầu kéo cái út ra. Tay này không thấy dính gì vậy ta? Ngoại văn mà. Kìa bả đừng con kìa, thấy cũng có đừng con kìa. Theo này mà để lại tới chiều cuốn cái xe gì luôn. Nước lớn vô á. Giờ không, giờ đập chút bên đây hả? Khâu cuốn luôn đi. Chắc được có 3 con mà. Khui. 1 con. Gọi gớt luôn rồi, 3 con thiệt mà gớt con rồi. Dính nào, dính nào, dính nào. Rồi luôn. Đứng cái xe anh trên là còn nữa là dính.
câu cá nha. Rồi luôn. Năm con lận. Còn con chìm dưới luôn rồi. Ta cũng cố gắng hết sức rồi chứ, ta không cố gắng đâu, ta cố gắng hết sức rồi. Tay này đặt tiêu chuẩn rồi năm con. Cố gắng hết sức rồi, chúng tôi đành bó tay thôi chứ biết sao giờ. Ông lía lịa cho nó mà. Đóng hụt chạy luôn rồi. Dục luôn gãy rồi. Nhân lưới ghê, khỏe gỡ khỏe không chết thì là dính, dính ít thì la, dính nhiều cũng la. Đúng rồi, tao lưới của anh giữ rồi, hai tay trước có một con rồi. Ha. Vô vô. Tải một mới rồi nè. Ơi. Người ta bù qua sức lại mà, đó bỏ hồng tay 5 con thôi chứ. Ta đủ 5 con thôi chứ. Nhắm tay này được 15 con không? Hai tay mới có 3, 2 con. Hai tay mới có 1 con hả? Sao? Tay 2 con. 2 con hả? 4 con ta rồi. Hai tay có 2 con hả? Hai tay 2 con thì có, tay đầu không có 1 con nữa mươi. Tay này được 2 con. Ê, nùi kìa. Ở chỗ đó nãy có 2 con mà đập đập cái vô 4 con nữa kìa. Nắm lên. Thăm đi chứ. Nhẹ ăn chóc có quýt nữa nha. Chà. Đù. Đù. 15 không? 15 không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con hậu ơi. Điểm rồi, điểm rồi. 11 con hậu ơi. Dễ dàng dàng. Một nồi luôn con này nè. Đó. Cá bự bự không? Con cá sặc nè, sặc này nái nè. Một con với 4 con bao nhiêu? 11 con 2 con à, 4 đâu vậy? 2 con không ơi. Hai tay 2 con hà. Hai tay có 2 con à. Tay đầu tiên không có con nào vậy á. Không có con nào, không có con nữa. Hai tay mới 2 con chứ cái này nhiêu rồi? Thì 13 con. 13 con thiếu hả? Thiếu rồi. 13 con thiếu 2 con luôn. Thiếu 2 con. Thiếu con chút xíu tao bự. Tao bự có gì đâu đó. Bóp, bóp cái bụng lên. Cái gai nó cúp vô cái gỡ dễ. Ý dạ trời, xỉu. Nó bỏ cá rồi vô trời. Chỗ đó đã. Tại lưới mà dính điện cho nó không đã. Dính điện rồi mày nha. 6 con, khoảng 6 con, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 khoảng. 30 con thì nhiều. Chỗ mới cái lần nó lụm ha. Chỗ mới lụm. Chỗ này nước đạp ra đã rồi. Rồi tới lội lui lụm liền. Trời, còn nhóc trong hụt nhưng mà. Hụt trong mấy cái bụi cỏ không ra. Ụt cơ, ụt cơ, ngư dân luôn. Thì ta nói rồi mà, thời buổi này ở đâu ở yên đó, đâu dám đi lăng quang đâu, đi lăng quang chết liền. Xả lưới 3 mét tay nhưng mà không vô á. Ụt, ụt bài bài. Mấy con cá để nói giờ tôi khôn lắm rồi, đâu đâu phải mấy anh dễ bắt được tôi đâu. Ngư chứ. Tay đẳng chắc nhiều hơn mà. Nghe nói nhiều nhiều của con đó. Vô. Ôi, tại này có ngoại rồi. Thấy nhiều của con ơi, thấy dở ít của ngoại có con một con ơi. Con một à. Rồi dắt này còn tay cuối bạn ơi. Chưa được nửa ký cá sặc nữa, mười mấy tay lưới.
Đó, giăng lưới là phải giăng lưới gì nè ông Nam ơi. Giăng lưới gì đâu, cá nó gị lia lịa, chẳng có cá gô bự quá vậy ta. Ok, kìa, giăng lưới gì đó. Giăng, giăng gì đâu mà hai tay hai con. Dở dở cái sậy lên cho. Ai, ghê chưa, dính ghê chưa nè. Dính xe viền luôn nè, ghê không? Cái lưới này nãy con kêu văng mà. Thôi. Không thấy rõ hàng không, kêu nó lại văng. Nó chê nó nói 10 con, 10 con. Kêu lấy cái lưới cục cục thôi, con nói tay đây này cho dài cho dính cho nhiều. Chê ha. Dính cho nhiều. Chỗ nghe mấy ổ đã hết biết luôn. Cái vườn nhỏ vậy cái sạch dữ lắm. Rồi. Cái không hồi nãy lấy tờ lưới cục rồi dính đâu có nhiêu. Kỹ chỗ dân là chưa lụa lưới luôn. Giờ đòi chia chứ vậy. Nhiều quá nè, 10 con gì. 10 con. Đó. Gấp đôi số lượng rồi. Dạ cũng còn đó. Năm nè. Một con. Một con hả? Vậy là hơn con rồi, có lý. Chắc được nửa ký mà. Vườn mận đó hai cha con mình một thời quanh quanh liệt liệt nè, cắm câu đặt chúm nè. Giờ trống lỏng rồi, lú lên mô nhọn liễu vậy. Sù riêng. Nói chung đất đây giờ người ta chuyển đổi hết bạn ơi, giờ sầu riêng với lại mít phát lên quá trời, ai cũng dị hết. Chuyện. Nhánh hồi xưa là nó tỉa xưa nó rút cây nữa.